vẫn biết là phân khúc tầm trung từ 5 đến 10 triệu thì đang thống lĩnh thị trường di động nước ta. Thế nhưng mà gần đây thì mình cảm thấy như là các hãng smartphone đang kéo nhau lên quánh nhau ở một cái phân khúc mới. Ví dụ như là Galaxy A9 của Samsung với mức giá 12 triệu, tiếp theo đó là Mi 8 Pro cũng với tầm mức giá là 12-13 triệu. Và gần đây nhất đó là R17 Pro của nhà Oppo cũng được trình làng với mức giá lên đến 17 triệu. Và mình cảm thấy như là các cái hãng smartphone vốn mang danh giá rẻ nay là bỗng tăng giá đến mức mà ảo tưởng như vậy. Thế thì chúng ta phải tự nhiên đặt câu hỏi là tại sao các hãng smartphone lại mạnh tay tăng giá đến như vậy, xen vào giữa cuộc chiến giữa Samsung và Apple. Mời các bạn hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé. Và mình là Hằng đến từ kênh YouTube D-Channel. Lý do đầu tiên đến từ việc có vẻ như các hãng smartphone Trung Quốc đã nhìn ra được sự phát triển của thị trường. Như mình đã nói, phân khúc tầm trung đang thống lĩnh thị trường di động nước ta. Nhưng mà gần đây thì đang có xu hướng dịch chuyển những cái số lượng người dùng mà sẵn sàng bỏ nhiều tiền hơn cho một cái chiếc điện thoại từ 7 đến 10 triệu đang có cái xu hướng tăng dần. Và sự chịu chi đó thì không dừng lại ở con số 7 đến 10 triệu. Mà theo số liệu mình tham khảo trên GFK thì năm 2017, cái con số mà những người chịu chi trên 10 triệu thì nó chỉ xếp sau con số 5 đến 7 triệu mà thôi. Và điều này thì cũng không có gì là lạ, bởi vì là khi mà điều kiện kinh tế tăng lên thì nhu cầu người dùng cũng tăng lên. Các bạn người nhà nhà sử dụng những cái chiếc smartphone tầm trung thì cũng sẽ xuất hiện đâu đó những người họ muốn tạo nên sự khác biệt, muốn dùng những cái trải nghiệm tốt hơn và có sự khác biệt so với đám đông còn lại. Thế nhưng họ không nâng cấp lên flagship, bởi vì là giữa flagship và tầm trung có một sự cách biệt quá lớn về giá, phải gấp đến 3 đến 4 lần. Nên có vẻ như là phân khúc cận cao cấp tầm giá 12 đến 17 triệu thì sẽ chiếm được nhiều cảm tình hơn của những người mà đang có nhu cầu nâng cấp từ tầm trung lên. Cộng thêm với việc là các sản phẩm này đã có ưu điểm là phần cứng hay là các tính năng không thua kém nhiều so với những cái sản phẩm cao cấp. Do đó thì có thể nói là cái phân khúc smartphone cận cao cấp là một cái miền đất hứa dành cho những người mà muốn nâng cấp từ tầm trung lên. Và các hãng smartphone Trung Quốc thì họ có những lý do để họ không đánh mạnh flagship. Và yếu tố đầu tiên chắc vẫn phải nói về giá như mình đã đề cập ở trên. Các bạn nghĩ xem, nếu như mà bỏ 30 mấy triệu ra cho một cái chiếc iPhone XS Max hay là bỏ trên 20 triệu cho cái chiếc Note 9 thì liệu là có khả thi hay không đối với những người dùng đang muốn chuyển từ phân khúc tầm trung lên. Mặc dù là chúng ta biết là bỏ ra nhiều thì sẽ nhận là được tương xứng. Và đối với những người mà có thu nhập chưa mấy cao thì cái việc mà bỏ ra quá nhiều tiền cho một cái thiết bị liên lạc cá nhân là khó chấp nhận được. Phải nói là cái số tiền đó sẽ có thể làm được nhiều việc hơn thế. Và dẫu cho có khả năng chi trả đi chăng nữa thì cái việc là người dùng hiện tại thì cái nhu cầu của họ cũng đang ngày càng kỹ tính hơn rất là nhiều. Những cái nhu cầu của người dùng bao gồm những là cái đơn giản như là chơi game, quay phim, chụp ảnh, nghe nhạc, xem phim, lướt web, liên lạc. Thì những cái chiếc flagship cao cấp nó đang làm quá tốt, quá dư dả so với những cái gì mà người dùng họ thực sự cần. Cho nên có thể nói là rõ ràng là flagship không hề có lỗi. Lỗi là nằm ở chỗ là nhu cầu của người dùng không hề tới. Những gì mình đang nói là nói về số đông người dùng về thị trường thôi, chứ thật ra thì vẫn có một số những bộ phận nhỏ họ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho những chiếc flagship đình đám như là iPhone XS Max nhé, và chúng ta sẽ không đề cập đến họ. Và các hãng Trung Quốc thì họ hiểu được nhu cầu của người dùng, rằng là người dùng sẽ không còn thắt lưng buộc bụng như ngày xưa nữa. Do đó thì họ đã tạo ra những cái chiếc smartphone cận cao cấp với những cái thiết kế cấu hình camera cũng khá là tiệm cận với những cái chiếc smartphone cao cấp 20 triệu đồng. Ví dụ như là chiếc OnePlus 6T, Xiaomi Mi 8, Mi Mix 3, hoặc là gần gũi nhất đó là cái chiếc smartphone 4 cam đầu tiên của nhà Samsung, đó chính là chiếc Galaxy A9, thì cũng nằm trong cái mức giá là 12 triệu đồng mà thôi. Ngay cả Oppo thì cũng mạnh tay đem công nghệ sạc nhanh Super VOOC trên 5X xuống cho Oppo R17 Pro với mức giá tầm 17 triệu, thậm chí là có cả vân tay trong màn hình và cũng 3 camera sau. Và dĩ nhiên thì mình biết là cấu hình trên những con flagship thì sẽ rất là mạnh mẽ so với những cái con máy mà mình vừa nêu trên. Nhưng mà những cái chiếc máy vừa rồi thì nó cũng khẳng định rằng là nó tự tin đem lại một cái mức cấu hình mà đem lại những cái trải nghiệm tốt cho người dùng, những cái trải nghiệm đủ dùng mà không cần đến những cái cấu hình quá mạnh mẽ như trên những cái chiếc flagship. Cũng chính vì những lý do đó mà các hãng smartphone Trung Quốc họ không muốn đánh mạnh vào flagship. Lý do tiếp theo mà các hãng smartphone Trung Quốc họ muốn đánh vào phân khúc cận cao cấp đó là vì họ đã nhìn ra rằng ở phân khúc tầm trung đã quá bão hòa rồi, cho nên là phải biết đường mà tìm ra một con đường mới. Cái phân khúc tầm trung thì cũng đã dần trở nên khá là chật chội đến mức ngột ngạt khi mà các hãng đua nhau ra những cái sản phẩm mới đầy đủ các mức giá với những cái chiến lược marketing rầm rộ.
Và để giành được cái chỗ đứng trên thị trường thì càng ngày càng bào mòn cái mức lợi nhuận mỏng manh của các hãng. Đặc biệt là các hãng smartphone Trung Quốc còn thường lấy giá ra làm vũ khí cạnh tranh chính. Chính Xiaomi, chính CEO của Xiaomi đã tuyên bố là họ sẽ không lấy lợi nhuận trên mỗi cái sản phẩm bán quá 5%. Và Oppo hay là Vivo hay là Huawei thì thực ra cũng không khá khổng hơn khi mà đem so với con số là 17% của nhà Samsung và 62% của nhà Apple. Có vẻ như là các hãng smartphone Trung Quốc nhận ra họ cần phải sống bằng lợi nhuận nhiều hơn. Do đó thì những cái tên như là Oppo R17 hay là Xiaomi Mi Mix 3, Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 EE thì đang đi đầu để mà khai phá phân khúc này, bởi vì là giá càng cao thì có thể thu lại được lợi nhuận càng nhiều. Nhưng mà có điều là trong mắt người dùng có vẻ như các hãng smartphone Trung Quốc này đang quá ảo tưởng về giá. Bởi vì thật ra thì những cái chiếc máy gần đây nằm trong phân khúc 12 đến 17 triệu cũng có những cái nâng cấp nhiều thật. Nhưng mà có vẻ như là những nâng cấp này đối với người dùng nó không đáng giá đến mức mà có thể nâng lên đến mức giá như vậy. Mà thật ra thì cũng do các hãng Trung Quốc tự mình chuốc lấy mà thôi. Trong cái khoảng thời gian mà họ cạnh tranh nhau ở phân khúc tầm trung, họ đã quá mạnh tay để mà trang bị cho những chiếc máy giá rẻ những cái tính năng đặc biệt hay những cấu hình ngon. Và thật ra ai nói là Samsung và Apple thì không ảo tưởng đâu. Nhưng mà có vẻ như là sức nặng thương hiệu của Samsung và Apple thì giúp cho người dùng dễ chấp nhận hơn. Mặc dù là các hãng Trung Quốc có một cái chiến lược bành trướng thị phần cũng như là cải thiện mức lợi nhuận nghe khá là hợp lý, ví dụ như là từ smartphone phổ thông lên tầm trung rồi sau đó là cận cao cấp. Thế nhưng chính cái việc mà lấy giá rẻ để làm vũ khí thâm nhập thị trường thì vô hình chung đã tạo nên một cái rào cản khi mà các hãng smartphone muốn định vị mình ở một cái phân khúc tầm cao hơn. Trong mắt người dùng Việt Nam thì hầu như là Xiaomi, Oppo hay là Huawei thì đã nằm ở cái mác đó là hãng giá rẻ mà thôi, cho nên là cũng khó để mà chấp nhận lên một cái phân khúc giá cao hơn. Và nếu được hỏi là bỏ 20 triệu ra để mua máy gì thì bao nhiêu người trong số các bạn trả lời là mua iPhone, mình cá là nhiều đấy. Do đó có thể thấy là càng có nhiều tiền, càng phải bỏ ra nhiều tiền thì người ta càng chú ý đến thương hiệu và xuất xứ của sản phẩm. Cho nên là cái con đường lên kệ cao cấp của các hãng Trung Quốc cho dù có nhanh, nhưng mà con đường đến trái tim của người dùng Việt Nam thì còn rất là xa. Vì vậy cho nên là các hãng Trung Quốc họ vẫn phải tiếp tục giữ cái thế tung hoành ở cái phân khúc tầm trung. Do đó thì họ chọn cái cách đó là tạo ra thương hiệu con. Ví dụ như là Realme của Oppo hay là Pocophone của Xiaomi là một cái ví dụ điển hình. Và các hãng smartphone Trung Quốc họ có một niềm tin mạnh mẽ rằng khi mà người dùng chấp nhận được họ ở cái phân khúc cận cao cấp thì cũng rất là dễ dàng chấp nhận họ ở cái phân khúc smartphone cao cấp. Nói đi thì cũng phải nói lại, trong khi các hãng smartphone Trung Quốc nhảy lên thì Samsung cảm thấy như là bị sờ gáy nên đã lựa chọn nhảy xuống. Điển hình là với Samsung Galaxy A9 2018 năm nay vừa mới ra mắt thì với 4 camera nhưng mà nó lựa chọn cái mức giá cũng khá là ưu đãi. Bên cạnh đó thì còn có cái khâu PR mạnh mẽ và quà tặng rất là hấp dẫn cho cái đợt mở bán đầu tiên. Có thể thấy là Samsung đã biết chú trọng đến phân khúc cận cao cấp nhiều hơn khi mà chúng ta đem so sánh lại với cái việc mà Samsung đối xử với phân khúc cận cao cấp như là đối với những chiếc máy A9 Pro 2016, C9 Pro 2017, A8 Plus hay là A8 Star. Mà cũng đúng thôi, bởi vì là Huawei thì đã leo lên đến vị trí thứ hai thế giới, còn Oppo thì cũng đang cạnh tranh sát nút tại thị trường Việt Nam. Và nếu như mà Samsung để cho các hãng Trung Quốc có thể nhảy lên được tám phân khúc cận cao cấp rồi từ từ đến cao cấp thì có phải là Samsung đang thua kém rất là nhiều? Đây là cái phân khúc mà Samsung đang cạnh tranh trực tiếp với Apple cơ mà. Và đến lúc đó thì chuyện gì xảy ra chắc chắn là các bạn cũng biết rồi. Và có thể nói lúc thì các hãng Trung Quốc lại cho chúng ta giá hời rất là nhiều với phân khúc tầm trung nhưng mà lại có rất là nhiều tính năng và cấu hình nổi bật. Lúc thì lại đẩy giá lên quá cao trên trời dưới đất. Có vẻ như là người dùng chúng ta sẽ còn phải hứng chịu dài dài cái việc mà lên xuống giá bấp bênh như này vì cái cuộc chiến không hồi kết của các hãng smartphone. Còn các bạn là fan của Oppo, Xiaomi, Huawei thì các bạn có đồng ý, có ủng hộ cái chiến lược này của hãng hay không? Hãy để lại comment bên dưới để chúng ta cùng thảo luận nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Bye bye.